Thời tiết mùa hè ngồi trong điều hòa thì mát thật đấy, nhưng mà khô quá. Đợt trước em có dùng mấy dòng máy tạo ẩm rồi mà vẫn phải bê thêm chậu nước ra đây các bác ạ. Đầu tháng có bà chị bên sinh về giới thiệu cho em máy không thể thiếu trong nhà khi dùng với điều hòa. Đó là em máy tạo ẩm Boneco này, dùng thích thật sự luôn nên em mới giới thiệu cho mọi người này. Chiếc máy này là thương hiệu Boneco, đây là thương hiệu lớn tại Thụy Sĩ và sản phẩm Boneco có tiếng lâu đời và xịn từ châu Âu. Hãng từ năm 1956 đến giờ là hơn 65 năm rồi nên chất lượng thì không có gì phải lăn tăn cả. Máy có thiết kế nhỏ gọn và có 3 lớp lọc khuẩn bằng cục lọc chuyên dụng carbon khử khuẩn bằng ion bạc và cấp loại hạt siêu ẩm mịn kích thước 0.1-0.3 nanomicro thẩm thấu vào da luôn và công nghệ khuếch tán ẩm bằng ultrasonic cho cả phòng chứ không như các loại máy khác cấp ẩm chỉ một vùng thôi ạ. Sử dụng nếu mọi người thích mùi thì có thể nhỏ tinh dầu vào khay đựng riêng là được rồi, máy sẽ hoạt động ngay đó ạ. Đây là chiếc máy đã được kiểm định lưu hành trên toàn thế giới như chứng nhận Intertech, chứng nhận kiểm định khó tính nhất tại châu Âu, chứng nhận AHAM được các hiệp hội gia dụng kiểm định và cấp phép lưu hành, CE mark chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe tại thị trường châu Âu, chứng chỉ REDUS, sản phẩm được giải thưởng về thiết kế từ năm 2013. Ngồi điều hòa nhiều cũng không bị khô da vì đã có máy tạo ẩm Boneco. Mọi người tham khảo link sản phẩm mình để ở bên trên nhé.